Xin chào anh em nha. Hôm nay mình nhận một con VinSmart anh em. Này, bình nó nở là như này. Đây. Rất là nặng nha. Con này là VinSmart Joy 2 cộng anh em. Joy 2 cộng ha. Bình này mua nói chung là hiếm anh em. Phải đặt hàng mới có nha. Đặt hàng mới có. Còn bên ngoài thì bó tay. Gần như là mua không ra luôn. Bình cũng mắc tiền anh em, không rẻ nha, trên 300 ngàn nha. Anh em nào mà có nhu cầu thay pin mấy cái dòng VinMart á, cứ alo cho mình nha, số điện thoại đặt thì 0355 356 356 nha. Anh em gọi cho mình thì mình sẽ báo giá cho anh em. Khui nắp ra. Cái vòng tay này dính đây, cho nó dính luôn. Mày luôn. Pin nó phù luôn rồi nè, pin này nó phù. Mình đã đặt cái pin ring về rồi nha. Thay pin này thì cũng rất là nhanh thôi. Tháo cái nắp sâu là anh em thấy được rồi, không có gì khó khăn. Đó, tháo này nảy ra lên thôi. Anh em, pin nó phù rất là nặng nha, buộc phải thay. Mình đang còn riêng pin hãng về nè anh em, pin là ring theo máy luôn nha. Pin này thì dung lượng là 4450 mAh. Đó, thay rất đơn giản thôi anh em, cho cái miếng này lên tí. Để cái socket pin xuống là xong anh em. Rồi. Đó, thay vô thì nó rất là đẹp. Bình luôn. Rồi, bắt ốc lại thôi anh em. Anh em có nhu cầu thay pin VinSmart á, alo cho mình nha. Mình sẽ báo giá từng loại pin. Mình hỏi hãng là mình không báo được nha. Giá nó tùy theo thời điểm. Nên là mình sẽ báo giá cho em lúc anh em gọi. Còn nếu mà chỗ anh em mà có rồi á thì anh em khỏi cần nha. Khỏi cần phải gửi đến cho mình. Rồi ok, giờ mình dán keo nữa là xong nha anh em.
cột cao su nữa anh em, cố định là xong. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip nha. Hẹn anh em clip tiếp theo. À, chào anh em.